Nghi ngờ bắt cóc trẻ con, anh áo vàng ứng cứu khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Rồi như vậy anh ấy là một cậu bé đã xuất hiện trên màn hình. Một cậu bé đi một mình luôn. Rồi như vậy là có hai đối tượng đã xuất hiện. À vẫy cái gì đây? Rồi vẫy vẫy vào là và chú bé đi theo rồi. Rồi bế lên xe rồi. Vâng. À đây anh áo vàng đây rồi. Rồi anh kêu dừng lại rồi. Sao đây, trẻ con nhà ai đây? Con nhà ai? Rồi anh đứng lại rồi. Vâng, như vậy là cậu bé đã chạy đi rồi. Rõ ràng là cậu bé không hề có tình cảm gì với hai đối tượng này, những người lạ mặt. Vâng, như vậy là âm thanh khá là nhiễu, cho nên chúng ta không nghe rõ là họ đang nói chuyện gì. Nhưng mà sau khi phát hiện ra những điểm khác thường thì anh áo vàng đã ngay lập tức giữ hai đối tượng lại và không cho đưa cậu bé đi. Hành động của anh áo vàng đã khiến cho cộng đồng mạng có thể nói là không tiếc lời để khen ngợi. Anh ra tay ứng cứu kịp thời để ngăn chặn một tình huống bắt cóc. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.